Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Thân, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh, kiếm phong kim, ngày nhâm thân, tức chi sinh can, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, kiếm phong kim, kỵ tuổi, bính dần, canh dần, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày thân, lục hợp với tỵ, tam hợp với tý, và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi bính dần, canh dần, bính thân, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc. Nhất là cưới hỏi, sao lục hợp, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có, sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao hỏa tai, xấu đối với việc xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao hà khôi, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao lôi công, xấu đối với việc xây dựng nhà cửa, sao nguyệt hình, xấu mọi việc, sao ngũ hư, xấu đối với khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao cậu giảo, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân Tý Thìn phù trợ, hứa hẹn sẽ cho bạn tuổi Tý có được một ngày tình yêu đầy sắc màu. Thậm chí có người chìm đắm trong chuyện tình cảm đến nỗi quên hết những vấn đề đang diễn ra xung quanh mình. Một số bạn đang còn độc thân lúc này đã chịu tìm hiểu người mới sau một khoảng thời gian bạn cảm thấy khó khăn trong việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có chính tài chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Tý cần phải đảm bảo rằng bạn sẵn sàng cho mọi hành trình của mình ngày hôm nay, bởi vì có rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước. Những bất ngờ không thể nào đoán biết được chính là sự chủ động của bạn sẽ giúp cho bạn có được một ngày nhiều ý nghĩa.
Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này đã rất tốt nhiều. Dù chăm chỉ tập luyện thì bản mệnh cũng không nên tập luyện với cường độ mạnh và quá nhiều. Cái điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, tình cảm càng ngày càng tiến triển khi cả hai người có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, cẩn thận kẻo có người đang lợi dụng lòng tốt của bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, có lòng tin với mọi người, bạn mới có nhiều năng lượng để làm việc. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, hãy tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, không nên xen vào việc của người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021, xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu nhận ra rằng không phải ai cũng tốt như bạn nghĩ. Với sự hồ nghi có thể không được mọi người hưởng ứng ngày hôm nay, tuy nhiên ít ra thì nó sẽ giúp cho bạn tránh khỏi những rắc rối trong cuộc sống về lâu dài. Bạn tuổi Sửu hãy cứ chủ động sống theo cách mà bạn mong muốn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có kim hỏa xung khắc. Cái điều này sẽ không tốt cho các quyết định của bạn có tính vội vàng và nhanh chóng vào thời điểm này, nhất là những quyết định quan trọng. Cho nên với bạn tuổi Sửu, để thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với bạn. Ngày này, theo hải thượng lạn ông, hôm nay là ngày 13 âm lịch, nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan. Vì vậy bạn tuổi Sửu, bạn nhớ là nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí ngày này hôm nay. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, nếu tin tưởng mới giao việc cho họ làm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, có người mang lại cho bạn nguồn cảm hứng mới mẻ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, đừng có để cho những lời nói của ai đó làm lung lay ý kiến của bạn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, đừng quá trông đợi vào sự quan tâm của người khác. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, không giữ được kiên nhẫn và điềm tĩnh cần thiết. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 80, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021, xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần thân tỵ hợi. Cái điều này dự báo khả năng lớn rất có thể sẽ có mâu thuẫn xảy ra với bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dần, nhắc nhở bản thân mình nên tránh làm mất mặt một ai đó trước đám đông, nhất là với những người bạn yêu thương là điều hoàn toàn không nên. Nó chỉ khiến cho cái tôi của người làm cho bị mất mặt kia bị tổn thương. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Dần rất dễ phạm phải lỗi lầm. Bạn hãy cho mọi người thấy bạn đủ thông minh để có thể tự thừa nhận rằng mình đã mắc sai lầm. Và con người không ai là hoàn thiện cả, không ai là hoàn toàn đúng và bạn cũng không ngoại lệ. Vì vậy với bạn tuổi Dần, bạn cần phải học cách chấp nhận thất bại là cách để cho bạn trưởng thành hơn và thành công hơn. Ngày này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn mệnh trong thời gian này. Có thể vì bạn suy nghĩ quá nhiều, thường xuyên trong thời gian chịu nhiều áp lực cho nên cơ thể mệt mỏi, căng thẳng. Bạn hãy gạt bỏ những suy nghĩ thiếu cơ sở sang một bên để tập trung cho công việc của mình bạn tuổi Dần nhé.
Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy trong công việc sẽ có ý kiến bất đồng, tốn nhiều công sức. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, đôi khi sự kiên trì của bạn lại là sự lãng phí. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, bạn nên tránh nêu quá nhiều ý kiến cá nhân. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, hãy nâng tầm cuộc sống của bạn theo một cách văn minh hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, có họa tiểu nhân xuất hiện tìm cách phá hoại. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 87, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, mang tới cho bạn có được tin vui về tiền bạc, và cái điều này làm cho bạn có được tiền để mua sắm món đồ mà bạn yêu thích từ lâu. Tuy nhiên, đối với các cô gái, không nên mua quá nhiều món đồ thực sự không cần thiết. Bạn cần phải sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan hơn bạn tuổi Mão nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, nhắc nhở bạn tuổi Mão nên tránh việc làm ai đó bị tổn thương. Họa sẽ trở nên thận trọng hơn với những ứng xử của bản thân bạn để tránh tình trạng bị làm mất mặt lần nữa. Dần dần, họa sẽ tránh xa bạn và mất dần đi nhu cầu chia sẻ nhiều với bạn để tránh gặp rắc rối, cũng không rủ bạn đi đâu chơi nữa bạn tuổi Mão nhé. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão, hôm nay những công việc mà bản mệnh cần phải kiêng cữ đó là chôn cất, cưới gả, xây cất về nhà cửa, trổ cửa, gắn cửa, các công việc làm thủy lợi, kể cả là xuất hành đi xa. Bạn của tuổi Mão cũng cần phải kiêng cữ. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, có những suy nghĩ của bạn đã tiếp lửa cho người khác. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa cần phải đề phòng, chớ có vội tin vào bất cứ thông tin nào mà bạn mới nhận được. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ được cấp trên đánh giá cao về thái độ nghiêm túc và nỗ lực. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tình cảm có chuyển biến tích cực, hạnh phúc nằm trong tầm tay. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim nên tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân một cách khiêm tốn. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 57, số 80, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thìn nếu như muốn hàn gắn tình cảm với một nửa của mình thì ngày hôm nay là ngày để cho bạn thực hiện. Có thể trước đây bạn đã phạm phải sai lầm khiến cho mối quan hệ của bạn bị rạn nứt, thì đây là thời điểm hợp lý nhất để cho hai người nuôi dưỡng lại tình yêu của mình nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh, nhắc nhở cho bạn hôm nay kể cả nếu ai đó hứa hẹn với bạn những điều tuyệt vời thì bạn cũng đừng có vội tin. Hãy đặt ra câu hỏi về những lời mà họ nói, liệu nó có thực sự chính xác hay là không. Cần phải kiên nhẫn để kiểm tra và khám phá ra sự thật đã bạn tuổi Thìn nhé. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy hôm nay mà cả hai người cảm thấy luôn tràn đầy năng lượng, hãy bắt tay thực hiện những việc gì mà bản thân bạn đã ấp ủ bấy lâu nay đi bạn tuổi Thìn nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, đối phương che chở và muốn giúp cho bạn nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, hãy tôn trọng sự khác biệt
của người khác dù là điều nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, đây là cơ hội để cho bạn thể hiện sự tinh tế của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, đôi khi bạn nói nhiều quá lại không mang lại chút hiệu quả nào. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, may mắn khi có người hiểu được mong muốn của bạn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021, xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân Tỵ Hợi. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tỵ đừng để cho những lời nhận xét thiếu tích cực ngày hôm nay khiến cho bạn cảm thấy mất vui. Nếu như bạn cảm thấy chúng có một chút mơ hồ thì hãy cố gắng để đặt ra câu hỏi nhằm tìm đáp án rõ ràng nhất mà bạn muốn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh mà hứa hẹn là một ngày tuyệt vời để cho bạn bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Chắc chắn sự thân thiện, cởi mở của bạn sẽ cuốn hút mọi người lại gần, sẵn sàng chia sẻ và giao lưu với bạn. Bạn cũng cần phải mở lòng mình một chút bạn tuổi Tỵ nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn tuổi Tỵ là bạn nên nhớ là không ai hoàn hảo và sự thật bạn vẫn có thể tái phạm những điều tương tự và có thể bạn khó đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác, cho nên đừng có nói ra những lời nặng nề với họa quá nhiều bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, bạn học hỏi được khá nhiều điều từ người khác. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, hãy tối đa hóa những vật dụng mà bạn đang có. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hãy mở mang tầm nhìn của mình bằng việc đọc sách nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, đừng có đợi cơ hội phát tài, hãy tiết kiệm từng đồng một. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, hãy quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 29, số 77, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021, xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có chính ấn hỗ trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được những ý tưởng được bay bổng. Bạn cần phải dành nhiều thời gian để xác định lại những giấc mơ của mình xem chúng có thực tế hay là không. Và khi bạn tuổi Ngọ có được một mục tiêu hợp lý và phù hợp thì bạn sẽ thấy mọi thứ khả thi hơn rất nhiều. Bạn chưa có mơ mộng ngoài tầm với quá. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc nhắc nhở bạn tuổi Ngọ nên tôn trọng sự riêng tư của người khác nếu không muốn đối phương sẽ tức giận. Và có thể với bạn tuổi Ngọ muốn chỉnh sửa ai đó xuất phát từ ý tốt của bạn. Thế nhưng thay vào đó là bạn nên tìm cách cải thiện bản thân mình sẽ tốt hơn. Và ngày này, xem tử vi cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, cẩn thận kẻo lại bị hiểu nhầm ý của người khác. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, có khi bạn đã quên mất lời hứa của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, hãy kiểm tra tài liệu cẩn thận trước khi đi gửi. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, một điều tốt đẹp đang tới, bạn hãy giữ niềm tin vào cuộc sống. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, có người mang lại cho bạn niềm vui. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn
số 89, số 90, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, nhắc nhở bà tuổi Mùi có cuộc trao đổi với một nhân vật mới mẻ nào đó và có thể khiến cho bà tuổi Mùi không được vui vẻ thoải mái gì cho lắm. Tuy nhiên với bà tuổi Mùi, bạn nên cố gắng một chút, hãy thân thiện và cởi mở hơn với họ, kết quả mà bạn thu được sẽ khiến cho bạn bất ngờ nữa đó. Ngày này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này làm cho bản mệnh tuổi Mùi nhận được sự hỗ trợ, hậu thuẫn từ ai đó ngày hôm nay. Có thể là những việc làm hiện tại của bạn chưa thực sự đúng và đã có người giúp cho bạn chỉnh sửa lại. Xem tử vi cho thấy hôm nay với bạn tuổi Mùi, bạn không nên trị bệnh ở bụng, do đó bản mệnh cần phải lưu ý không nên tác động lên vị trí này ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, nếu muốn có sự riêng tư, hãy nói cho mọi người biết. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn để hồi lại sức khỏe. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, đừng có nên nghe theo lời ai đó vì họ không thực sự hiểu bạn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, sự tinh tế của bạn được người khác đánh giá cao. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, hãy tin tưởng vào người mà bạn đủ hiểu họ. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 40, số 88, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Thân á, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Thân đang gặp ngày có thực thần chiếu mệnh, mang lại cho bạn đang có được niềm vui. Và chỉ khi bạn khám phá được những điều mới mẻ thì bạn mới biết được ý nghĩa đích thực điều mình muốn, thứ mình mà bạn khao khát trong đời sống là gì. Vậy thì bạn đừng có ngần ngại thử sức với những điều mà bạn chưa biết, biết đâu bạn lại tìm thấy những giá trị hay cho riêng mình thì sao. Ngày này với bà tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bạn. Và bạn đừng có ăn uống thiếu khoa học như hiện tại, vì chúng không chỉ khiến cho bạn thiếu và hay thừa chất nào đó mà còn là tác nhân khiến cho bạn bị bệnh trong tương lai nữa. Ngày này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày không phù hợp để cho bạn khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Đâu vì thế mà bạn mệnh nên cẩn trọng, bạn cần phải biết sắp xếp công việc cho hợp lý. Nếu như xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bạn đừng quên hãy chọn cho mình những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để tăng thêm sự may mắn cho mình. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, đừng có ngại đối mặt với những sai lầm của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, những yêu cầu của bạn là cần thiết, đừng có ngại nói ra. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, hãy lựa chọn những gì tồn tại theo thời gian dài. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, có những trải nghiệm mới của bạn rất quan trọng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, có người đủ nhạy cảm, hiểu bạn hơn cả bạn. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có tam hội phù trợ, cho nên với bạn dường như bạn bè chính là chỗ dựa của bạn trong ngày hôm nay.
và họ sẵn sàng hỗ trợ, sẵn sàng giúp đỡ cho bạn nữa. Vậy thì đâu có lý do gì mà bạn phải quay lưng lại với họ chứ? Và bạn chủ dậu cần phải mở lòng mình để được san sẻ, để được quan tâm nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này cho thấy có những điều không tốt sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn về lâu về dài. Thậm chí, thời tiết cũng là một trong những tác nhân gây ra bệnh tật của bạn nữa bạn tuổi Dậu nhé. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Dậu về những điều mà bạn đang làm sai trong thời gian gần đây. Phần nhiều thời gian, bạn đang tự đeo một cái bao nặng trĩu, những nỗi muộn phiền vào trong cuộc sống lứa đôi. Một khi tinh thần không được thoải mái, cảm xúc sẽ không thể nào thăng hoa được bạn tuổi Dậu nhé. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, hãy giữ riêng phong cách và dấu ấn riêng của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, bạn có quyền chọn lựa những điều mà mình cảm thấy hạnh phúc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, tương lai của bạn định đoạt từ quyết định ở hiện tại. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, bạn không đủ tinh tế nhận ra sự khác biệt. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, chớ có vội chê bai quyết định của người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có tam hội phù trợ, đưa tới cho bạn có được những cơ hội mới mẻ để mở rộng việc làm quen, hợp tác với những đối tác mới đến với bạn trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Tuất, bạn nên thể hiện sự vui vẻ, hòa nhã của mình, chứ đừng có nên vồ vập quá khiến cho người khác cảm thấy e ngại về bạn. Ngày này, bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh sẽ hỗ trợ cho bạn nâng cấp cuộc sống. Bạn nên chọn người xuất sắc để học hỏi theo. Tuy nhiên, nếu bạn không chọn đúng người sẽ có tác dụng ngược lại. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Tuất nếu như muốn hợp tác với ai đó ngày hôm nay thì điều quan trọng nhất là bạn cần phải nhẫn nại. Dường như họa có tốc độ chậm hơn bạn và khiến cho bạn cảm thấy vô cùng là bực dọc nữa. Tuy nhiên, bạn hãy tôn trọng đối phương, đừng có nói lời chỉ trích họa nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, đừng có vội đưa ra bất cứ nhận định nào khi chưa rõ ràng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, có những trăn trở của bạn đã được giải tỏa. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tránh việc chủ quan quá khiến cho bạn hỏng việc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, đừng có cố áp đặt mọi thứ theo những điều bạn muốn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, góc nhìn của bạn mới mẻ và mang lại sức sống mới. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 60, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ Hợi. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Hợi đừng im lặng một cách lạnh lùng quá. Bạn cần phải nhớ rằng nói chuyện giao tiếp là những điều rất quan trọng để cho bạn có thể hiểu được người ấy muốn gì, cần gì, không thích gì, yêu gì và ghét gì. Im lặng luôn là điều đáng sợ trong tình yêu và nó có thể giết chết tình yêu một cách nhanh chóng nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn cải thiện về vấn đề tiền bạc.
Và với bạn tuổi Hợi, bạn nên chi tiền cho cơ hội du ngoạn thú vị nào đó trong thời gian tới. Thế nên bạn hãy chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng cho chuyến đi, dù có thì bạn sẽ phải đợi một chút nữa. Và ngày này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Kim Vượng. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn hiểu sâu sắc hơn về một vấn đề mà bạn chưa nghĩ tới. Điều này mang tới cho bạn có thêm sức sáng tạo mới, bớt áp lực hơn cho bản thân. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, có người truyền cảm hứng cho bạn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, không nên vội vàng đưa ra quyết định trong các dự án đầu tư. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, hãy đơn giản hóa và thực tế hơn trong mọi công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, niềm vui của bạn đến từ niềm hạnh phúc của người khác. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, thu nhập đáng kể từ nghề tay trái, tài lộc được dư dả. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 89, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.